Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 phiên bản số sàn quý bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được 6.200.000 km rồi, rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không chạy dịch vụ các bạn nhé. Biển trắng, biển tỉnh các bạn ạ. Chiếc xe này lăn bánh 6.200.000 km các bạn nhé, 6.200 chuẩn, chúng tôi không tua đâu các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Màu bạc các bạn nhé, bản sedan. Nội thất thì đã đầy đủ rồi, từ nội thất ra này. Đấy. Màn hình Android. Đấy, màn hình Android này. Đầy đủ hết luôn rồi các bạn nhé. Nội thất da, màu da bò, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản 1.2 Grand i10 1.2. Rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Full option rồi, đầy đủ ghế da luôn. Đấy. Đồng hồ công tơ mét 6.2. Màn hình Android. Vô lăng rất là đẹp luôn các bạn nhé. Với 6.2 này, vô lăng đẹp này, cần số đẹp này. Anh em nào mua về chạy dịch vụ thì ok luôn nhé. Giá thành rất là hợp lý, chỉ 265 triệu đồng thôi các bạn ạ. Rất là đẹp. Chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua về được lúc sáng, và bây giờ vừa mới dọn rửa xong thôi. Vừa mới rửa qua nhá, rửa cả bên ngoài luôn, cả động cơ đấy ạ. Lăn bánh 6.2, cho nên là động cơ còn rất là đẹp. Phiên bản này phiên bản 1.2 các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Nguyên bản hết luôn các bạn này. Ốc cabo này, nguyên bản này. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Bản 1.2 số sàn, động cơ 1.2 kết hợp với hộp số sàn 5 cấp quý vị nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Nhìn cụm đèn này, rất là sáng, rất là mới luôn này. Đấy, cụm đèn pha này, rất đẹp luôn. Xi nhan tai. Đấy. Dàn lốp rất là dày các bạn ạ. Dàn lốp rất dày, rất đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 265 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Phiên bản Grand i10 2018 này. Đèn đóm đã được chủ xe dán bảo vệ rồi, cho nên các bạn có thể yên tâm luôn nhé. Đầu Android, màn hình, camera lùi đủ cả rồi các bạn ạ. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy. Ngoài ra thì cửa hàng chúng tôi còn đang rất là nhiều xe các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều xe đang được bày bán tại cửa hàng chúng tôi đây ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.